ơn các bạn đã cùng đến với Showroom Bảo Nam. Ngày hôm nay thì Phương Mai sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc xe có thể nói là rất hot hit trong năm 2023 với một phiên bản cập nhật mới nhất nha. Đó chính là chiếc xe Espero Classico. Trời ơi, phải nói là các bạn nhìn không ạ? Một chiếc xe với một cái thiết kế rất là nhỏ gọn. Tôi đang cao 1m64 và đi rất là vừa chân. Và tôi nghĩ rằng là các bạn nữ 1m55 này hoặc là 1m5 mấy gì đó, chúng ta vẫn có thể đi được chiếc xe này. Bởi vì là cái yên của nó cũng không phải là quá cao đâu. Tôi nghĩ là mục đích của chiếc xe này khi mà nhà thiết kế, nhà sản xuất ra là hầu như là đánh vào đối tượng các bạn nữ, đúng không ạ? Đó, và chiếc xe này thì cũng có một cái màu sắc rất là yêu luôn. Trời ơi, thoạt nhìn thì các bạn có thể thấy là một cái màu xanh cũng rất là độc lạ, đúng không? Nhưng mà khi mà đổi hướng nhìn một chút thì sẽ thấy là có một chút cái màu hồng, màu ánh hồng xen kẽ vào, hồng hơi bạc bạc rồi tím tím một chút ý, trông rất là đẹp, rất là yêu luôn. Nếu mà bạn nào mà là kiểu tín đồ của những màu hồng ấy, chắc chắn sẽ là rất là thích chiếc xe này. Tôi sẽ nói cụ thể hơn nhé. Về chiếc xe này thì các bạn có thể thấy rằng là sử dụng nhựa ABS cực kỳ là chắc chắn luôn. Khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường ấy thì không thể nào mà tránh khỏi được những cái sự cố, cái va chạm, đúng không? Thì với cái loại nhựa ABS cực kỳ là chắc chắn này thì chúng ta cũng có thể hạn chế được những cái việc như là hỏng xe, móp xe khi mà vô tình đâm vào đâu đấy chẳng hạn, đúng không ạ? Giá tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ trả góp. Hãy like và share để nhận ngay phần quà trị giá 500.000 đồng. Chiếc xe này thì cũng có một cái phần khung khá là chắc chắn này, đặc biệt là cái tay cầm cực kỳ là chắc chắn luôn các bạn ạ. Thì khi mà các bạn nữ nhấc xe, đặt xe bên này bên kia để khi mà chúng ta đỗ xe hoặc là lấy xe ấy, thì cũng rất là thuận tiện và dễ dàng hơn so với những chiếc xe mà nó có tay cầm lỏng lẻo và không chắc chắn. Chiếc xe này thì tôi thấy là có một cái phần yên đó, cũng rất là đẹp luôn này, được chia thành hai phần, phần của người ngồi đằng trước và đằng sau, bằng cái hai loại vải khác nhau, hai cái loại da khác nhau này, và một cái đường chỉ đó, rất là đẹp. Phần ghế ngồi của ngồi đằng trước, của người ngồi đằng trước ấy, thì sẽ là phần da đó, còn cái phần này bao quanh này của người ngồi đằng sau thì sẽ là phần vải, cũng rất là chắc chắn. Tôi thấy là cũng khá là êm để đủ để đáp ứng cho cái nhu cầu của chúng ta là khi mà di chuyển trên một đoạn đường thì cũng không bị khó chịu, cũng khá là thoải mái đấy ạ. Tiếp theo sẽ là phần ở đằng trước của chiếc xe này nhé. Chiếc xe này tôi thấy là có một cái phần đèn full LED ở đằng trước cực kỳ là sáng luôn. Các bạn có thể thấy là cái thời tiết ngày hôm nay nó cực kỳ là nắng nóng luôn, đúng không ạ? Và dạo này thì thời tiết của Việt Nam thì phải nói là trời ơi, cực kỳ là nắng và bức bối. Và khi đi ở ngoài trời với một cái lượng ánh sáng từ mặt trời rất lớn như vậy thì chúng ta vẫn có thể đủ để nhìn thấy được những cái thông số của trên màn hình LED này nhá. Ở đây thì tôi thấy là có mức xăng này, vận tốc này, có quãng đường và có cả giờ nữa, rất là thuận tiện. Đặc biệt là bạn nào đi học thì sẽ xem được là chết rồi, mấy phút nữa vào lớp, mấy phút nữa là điểm danh, đúng không ạ? Cực kỳ là tiện nhá. Tiếp theo này, ở chiếc xe này ở đằng trước thì các bạn có thể thấy rằng là hệ thống đèn cực kỳ là xịn sò. Trước hết là ở đây nhá, chúng ta có thể thấy là có cái đèn nằm ban ngày ý. Đây tôi bật lên cho các bạn xem nha, đèn ban ngày như này. Có cả ở bên này nữa. Đó, và ở đằng trước này, cái giải đèn LED này thì là để trang trí thôi, cũng không phải là, cũng có thể là chiếu sáng nhưng cũng có thể là chúng ta trang trí này, đổi màu rất linh hoạt luôn, cực kỳ là thích. Tôi rất là thích cái phần này nha. Tiếp theo sẽ là phần đèn pha cốt này. Đây tôi sẽ bật đèn pha cốt cho các bạn nhìn nha. Đấy, sáng cực kỳ luôn. Đây là chiếc đèn kiểu bi cầu. Và ở bên dưới này thì chúng ta thấy là có thêm hai đèn nữa. Đó, sẽ tăng được cái hiệu quả chiếu sáng cực kỳ cao khi mà chúng ta đi vào buổi tối. Và đặc biệt là với những bạn nào mà bị cận hoặc là những bác, các ông bà mà mắt của chúng ta kém rồi ấy, thì khi mà đi vào ban tối cũng có thể nhìn cực kỳ là rõ luôn với cái hệ thống đèn chiếu sáng như thế này. Đang nói về đèn thì tôi cũng sẽ nói luôn về chiếc đèn ở đằng sau. Đằng sau thì tôi thấy là cũng có cái phần đèn ban ngày như thế này, có cái xi nhan này, đấy, rồi là cái phần đèn LED đằng sau màu đỏ này, cũng rất là sáng và nổi bật. Thiết kế cũng rất là nhỏ gọn và đẹp đấy chứ các bạn ơi. Tôi sẽ nói thêm này, tiếp theo là về phần đèn xi nhan, các bạn thấy rồi đúng không ạ? Cũng rất là sáng và rõ nét màu vàng như thế này. Nói chung là cũng giống như những chiếc xe khác thôi. Nhưng mà có một điểm đặc biệt mà tôi muốn nói đến, đấy là chiếc xe này còn có hệ thống đèn cảnh báo nhá. Ví dụ như là đang trên đường mà chúng ta bị hỏng xe hay là như thế nào đấy thì tấp vào lề đường có thể bật được cái chế độ này lên. Thì ở đằng trước sẽ hiển thị hai đèn màu vàng như vậy, và ở đằng sau cũng sẽ là hai đèn màu vàng như vậy. Thì cả người đằng trước và người đi đằng sau đến cũng sẽ nhận biết được là chiếc xe này đang gặp sự cố, đúng không ạ?
đó, và hoặc là các chú cảnh sát cũng nhận biết được là xe này đang gặp sự cố chứ không phải là đỗ trái phép đâu, đúng không? Nên là không lo bị các chú mắng nha. Rồi, đấy là một cái phần tôi rất là thích của chiếc xe này, một cái công năng cực kỳ là tuyệt vời. Về còi thì xe này cũng tôi thấy khá là to, đó, đủ để chúng ta có thể cảnh báo hoặc là ra tín hiệu cho mọi người, đúng không? Đấy, đấy là về chiếc xe này, cực kỳ là thích này. Và cái nút ở bên này thì chỉ là nút để vặn ga lên thôi, đó. Tiếp theo thì tôi muốn nói đến là phần cốp và cái phần để chúng ta để đồ đằng trước ấy. Đây, chúng ta có thể thấy rằng là ở đằng trước này thì sẽ có một cái móc để chúng ta móc đồ, túi đồ ăn đi mua ở siêu thị hay là như nào đấy. Và ở đằng trước này sẽ chúng ta rút cái khóa này ra và dùng cái khóa này cắm vào khóa ở đằng trước thì sẽ có ngay một hộc để chúng ta để đồ. Những cái đồ trong này thì tôi nghĩ là các bạn có thể để cái gì nhỉ? Điện thoại cũng được đấy. Ừ, để điện thoại cũng khá là sâu. Đó, để điện thoại này có hai hộc luôn. Để những cái gì nhỏ gọn một chút ở đây. Đó, ngoài ra thì không thể thiếu đi một chiếc cốp ở đằng sau rồi. Cách mở đơn giản, vặn ngược lại. Đó, cốp sẽ bật lên như thế này và mở ra. Bởi vì chiếc xe này thiết kế nhỏ gọn, thế cho nên là chúng ta cũng không thể đòi hỏi một chiếc cốp nó quá là rộng được. Tuy nhiên tôi thấy là cũng để vừa đủ một chiếc mũ bảo hiểm to, loại to như thế này. Và cộng với áo mưa gập gọn và để bên dưới. Và góc bên này thì vẫn có thể để được một chiếc túi xách nhỏ của các bạn nữ. Túi xách to thì sẽ hơi khó một chút xíu, nhưng mà túi xách nhỏ thì vẫn để được ở trong này nha. Còn đây là phần để chúng ta đổ xăng này, rất là ok với cái phần xe như này. Chỗ để chân thì cũng rất là rộng rãi, đúng không ạ? Với một người cao tầm tầm như tôi thì tôi thấy là đây, để chân như thế này cũng rất là ok. Nó sẽ không bị khó chịu quá đâu các bạn ạ. Đấy, có những bạn nào mà cao hơn, bạn nữ chắc không bạn nào cao 1m8 đâu nhở, rất là khó lắm, đúng không? Các bạn nữ cao 1m8 thì chắc là để sẽ hơi khó chịu, nhưng mà tôi nghĩ là tầm từ 1m7 trở xuống, 1m72 gì đó trở xuống vẫn để thoải mái được ở đây. Đó, ngồi ra sau như thế này rất là ok nha. Xe được trang bị hệ thống động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 3, vận tốc max có thể lên đến là 60 km/h. Xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở mức tối đa. Bình xăng có dung tích lớn hơn 4 lít cho bạn thoải mái di chuyển trên quãng đường hơn 100 km. Giá tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ trả góp. Một điểm nữa mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn về chiếc xe này, đó là chiếc xe này thì được trang bị một lốp không xăm và vành đúc nguyên khối này. Cùng với đấy là có một phanh đĩa ở đằng trước. Phanh đĩa này thì thường sẽ được trang bị cho những chiếc xe cao cấp và đắt tiền. Với phanh đĩa này thì chúng ta có thể là kịp thời xử lý những cái gọi là tình huống bất ngờ ở trên đường đi ấy. Phanh cấp gấp lại một cái là xe cũng sẽ kịp thời dừng lại, chứ không để chúng ta bị trượt xa một đoạn thì cũng sẽ rất là khó nói, đúng không ạ? Thì cái phanh đĩa này thì rất là ok cho chiếc xe này nha. Nhưng mà hơi tiếc một chút xíu là ở đằng sau thì không phải là phanh đĩa mà chỉ là phanh tăng chống thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng là chiếc xe này vẫn với những cái đặc điểm như vậy thì vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn khi mà di chuyển trên đường. Tất nhiên là không có nghĩa là thêm một phanh đĩa nữa thì các bạn có quyền đi nhanh hơn hoặc là không để ý, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải đi hết rất là cẩn thận để có thể bảo vệ cho bản thân. Kết hợp với chiếc phanh đĩa này và phanh tăng chống thì tôi tin rằng là sẽ cho bạn một trải nghiệm rất là an toàn khi mà chúng ta đi trên đường nhé. Vừa rồi là tất tần tật những ưu điểm cực kỳ là xịn sò của chiếc xe S-Velo Classical này. Có lẽ là các bạn cũng mong muốn là có thể sở hữu cho mình một chiếc xe kiểu như vậy, đúng không? Đặc biệt là các bạn nữ. Vậy thì hãy cùng đến ngay với showroom xe Bảo Nam của chúng tôi với hệ thống trên toàn quốc. Hoặc là chúng ta cũng có thể truy cập website, đó chính là xebaonam.com, để có thể chiêm ngưỡng và nhìn tận mắt này rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau của chiếc xe S-Velo này. Và cùng với đó là liên hệ hotline 0979662288 để được nhân viên của chúng tôi tư vấn một cách kịp thời và nhanh chóng nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này của Xe Bảo Nam. Hãy nhanh chóng bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ngay bên dưới video này để bạn có thể nhận được video tiếp theo của Xe Bảo Nam sớm nhất. Hãy đăng ký ngay bây giờ. Đừng quên bấm vào nút có hình quả chuông để lần sau Xe Bảo Nam phát sóng là bạn sẽ nhận được video sớm hơn người khác. Xe Bảo Nam xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website xebaonam.com hoặc gọi trực tiếp tới số hotline 0979662288. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!